chị. Và hôm nay đã là 30 Tết rồi thì chuẩn bị chúng ta sẽ tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới. Thì Tân Việt bên em kính chúc quý anh chị dồi dào sức khỏe, năm mới bình an và được mọi điều như ý. Và để tri ân cho cái sự là mọi người đã ủng hộ Tân Việt bên em thời gian qua, thì bên em có tặng cho mọi người khúc nhạc xuân vui trong ngày cuối năm. Thì em sẽ hát trên chiếc loa là Subot HB5950 nha mọi người. Và em sẽ hát bài Điện Khúc Mùa Xuân nha. Trong anh mùa xa, gió mãi mơn man trên đôi môi hồng. Người em yêu tìm bên trong cuộc sống, cứ mãi tung tăng bay la. Mà chiều mai vẫn như trôi tiếng la, anh mắt mơ trong nơi xa, chiều mùa xuân đến đêm buồn. Dần dần ta xin làm dối ông anh, thì chỉ muốn quay về với hôm nay. Trong thời gian qua đã ủng hộ Loa Cái Tâm Việt và cùng nhau đón một năm mới bình an, thì bên em có một cái món quà đặc biệt cũng như là một cái lì xì nho nhỏ cho dành cho mọi người. Dành cho 10 người đầu tiên comment trong cái video này sẽ được nhận một cái voucher khuyến mãi đặc biệt. Để biết thêm chi tiết về cái voucher đó như thế nào thì mọi người hãy liên hệ với số điện thoại bên góc màn hình giúp em nha. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Nếu mà yêu thích video này thì mọi người hãy cho em xin một like và một subscribe để có thể đón nhận những video review loa sau Tết đặc biệt hơn nha. Bye bye và hẹn gặp lại.